Xin chào quý vị và các bạn. Cặp loa Pioneer CS E9900 nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như đánh giá cao của anh em chơi nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Cặp loa này có kiểu dáng và kích thước rất ưng ý. Loa cao 94, rộng 44 và sâu 32 cm. Loa được thiết kế 4 đường tiếng gồm một bát 40, một loa trung, một loa tép và một loa siêu chép. E9900 hoạt động ở dải tần rất rộng, từ 32 đến 20.000 Hz. Loa có trở kháng 8 ohm, công suất 150W, nên rất dễ ghép âm ly. Vỏ thùng của loa là vân gỗ màu nâu, rất hài hòa, rất thích hợp để quý vị bày trang trí trong phòng căn phòng âm nhạc. Với kiểu dáng và kích thước này, loa Pioneer CS E9900 nhìn rất hoành tráng, rất đẹp. Nó rất thích hợp để quý vị vừa nghe, vừa hát karaoke và vừa trưng bày trong căn phòng của chúng ta. Hiện tại, cặp loa Pioneer CS E9900 đẹp xuất sắc đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 16.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Khi xem xong video, quý vị đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo khi có video mới do Hùng Huyền Đông Anh phát hành. Oh,